Hello, cùng chào cả nhà. Rất vui đã trở lại với kênh Sài Gòn TV. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 25 tháng 6, 2022. Hiện tại còn đến đây là 8 giờ 58 phút sáng. Sài Gòn mây rải rác, chiều có thể có cơn mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động trong khoảng 25 độ C đến 33 độ C. Hôm nay Cường tiếp tục quay trở lại đây để chia sẻ cho cả nhà về cái công trình tòa nhà Sài Gòn One Tower, nay là IFC One Sài Gòn, để cho cả nhà có thể nhìn thấy rõ về cái công trình này hiện tại như thế nào nhé. Cả nhà có thể nhìn thấy đến hiện tại cái công trình tòa nhà Sài Gòn One Tower, nay là IFC One Sài Gòn, mấy anh công nhân đã tháo hoàn toàn các kính phụ phía bên ngoài của tòa nhà này rồi, nhưng mà còn cái phần dưới á cả nhà, hiện tại Cường thấy mấy anh công nhân đang tháo dỡ từ từ xuống. Nay Cường đến đây Cường thấy mấy anh công nhân làm những cái dàn giáo á cả nhà, đây phía bên tay phải nè, và cái dàn giáo ở phía bên tay trái nữa đó, đây cả nhà có nhìn thấy không đó, cái ảnh đang trèo lên cái dàn giáo để máy ảnh nối kết cái dàn giáo lại á cả nhà. Cường đến gần để quay cho cả nhà xem nè, mấy anh đang trèo để làm dàn giáo ở phía bên tay phải á cả nhà, đây và phía bên tay trái luôn á cả nhà, đây hai bên luôn á.
Hiện tại cậu đang đứng ở bên đường nè, để quay cho cả nhà xem rõ về cái phía bên hông cái đường Hàm Nghi á, người ta lắp thêm cái cầu thang vận tải lên xuống á. Đây cả nhà có thể nhìn thấy là ba anh công nhân này đang lắp đặt cái rong rêu giả lên vách tường để trang trí cho nó đẹp á cả nhà. Để xíu Cường qua đây để Cường ghi cho cả nhà thấy rõ hơn. Đây còn đứng gần để quay cho cả nhà xem về cái tòa nhà phía bên hông đường Hàm Nghi nè, người ta đã lắp thêm cái cầu thang vận tải lên xuống á cả nhà, bên đây nè.